Công an huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu tiếp tục điều tra xử lý hai đối tượng trên địa bàn về hành vi mua bán tàng trữ hàng cấm là pháo nổ. Theo hồ sơ vụ việc, tối 21 tháng 12, Công an xã Phước Tỉnh, huyện Long Điền kiểm tra hành chính một nhà nghỉ trên địa bàn, thì phát hiện một thùng giấy chứa 18 bệ pháo. Tại cơ quan công an, chủ nhà nghỉ khai nhận số pháo trên mua của anh rể với giá 600.000 đồng một bệ để bán lại cho các chủ ghe kiếm lời.